Giờ có cái này level để tôi lên nước nó căng lên không. Khi tháo ra cái mặt lõm với mặt lòi mình nhớ để ý nha, mặt nào quay lên mặt nào quay xuống. Đau cái này mình bụi nhiều quá, trong lúc này không có dầu hôi nữa mình đau quá mình được rồi đây đập đâu rồi biết. Quay xuống với cái cây dầu mình lau vậy là nó sẽ tẩy ra được. Bây giờ là nhớ cái mặt lòi quay lên trên nha các bạn. Làm một thời gian sau á cái tia nó không còn mạnh nữa. Để lại liền vậy nè, mình để cái này vô đây, ấn cái này để biết cái dấu bất mạnh vô có cái dấu đưa, đừng có bấm nha chạy. Rồi bấm trên này lệch rồi, bấm lại từ từ.
để ra đi thì cũng ok đó. Rồi bấm. Cái dấu này nó có nằm dính giữa không? Nó không nằm dính giữa thì mình chỉnh cái nút này. Nút này. Khi bắn vào đây không nằm dính giữa mình lệch xuống người đây thì bấm cái nút này nè. Cái này là mình chỉnh cho nó vô một tí. Ra một tí chứ. Ra một tí. Ra một tí xíu. Rồi. Khi bấm đây cái mình gọi lên liền, ví dụ anh vừa bấm đây cái gọi lên đây cái đưa xuống, đưa lên đưa xuống nè. Rồi đưa xuống đó, nó hơi lên lên rồi. Không phải cái chỉnh này không? Thấy được đứng xa thì là trong cái này dặn ra thì cái này nó hạ xuống ngồi đó. Okay. Nằm nó nằm tâm giữa cái vòng tròn luôn. Rồi mình siết cái này lại. Để cho lệch. Mấy cái con ốc này nè mình phải siết lại để hơi khi lúc vận chuyển đó, nó sẽ bị hư. Ở đây là cái kìm, nó lộn có cái kéo, tại vì mình không có cái kéo kìm mình làm cái kéo mình dặn vô, dặn vô thấy không, dặn cái nút này thôi nha. Đó nhiều khi mình phải tự kê ứng biến. Ok, thử lại coi sao. Bấm ấn vô mạnh vô để chi nữa cho nó có dấu.
Trời ơi trời, sẽ thử xuống lúc đó vậy hả? Ừ, bấm hả? Rồi ok, ngay tâm rồi đó. Rồi thử lại cái lửa trên này. Đây nè, qua đây nè. Dán vô đây. Đó. Dán vô đây. Chỉnh về đây. Sát góc. Chỉnh qua bên kia. Sát góc, sau đó bấm nút này. Để về đây. Thấy không? Đây. Giờ mình bấm nút này. Bấm nút thêm tiếp nút này nữa. Coi hai cái nó trùng nhau không. Ok, hai cái trùng nhau. Còn ở đây có trùng nhau hay không? Ok, trùng nhau. Bốn góc thì trùng nhau. Thì sau đó mình, nếu mà nó lệch nó không trùng nhau á, thì các bạn chỉnh nó trên nút này. Đây nút đây, có ba nút. Nút này là chỉnh qua cái độ lệch trái phải. Nút này là chỉnh lên trên xuống. Và lúc này là chỉnh xuyên qua xuyên lại đó, để mình chỉnh được bốn tia này bằng nhau, thì lúc đó tia lửa nó sẽ ra rất mạnh. Bây giờ mình thử cái lửa lại coi. Tia lửa ra rất là mạnh mà nhỏ hẹp, cắt rất là mạnh. Ok, để mình muốn cắt được cái tấm đi cay như thế này thì cho nó mạnh hay không, thì bây giờ mình có đồ tăng đưa nè, tăng đưa lên xuống nè, đó lên xuống. Thông thường thì mình dùng 5 ly. Thường mình dùng cái tấm 5, tấm bega 5 ly. Tấm bega 5 ly. Tấm bega 5 ly không? Đây tấm bega 5 ly đây. Để mình làm chuẩn. Thì từ cái mũi này nè, xuống 5 ly. Nha, xuống 5 ly. Rồi mình xíu mấy con ốc này lại. Đó, lấy cái mũi này ra thì thế là nó sẽ cắt được cho tia lửa mạnh nhất và nhỏ nhất. Ví dụ